Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Jacobê con ông Zebedê và ông Gioan em ông Jacobê. Người đặt tên cho hai ông là Boanege, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Jacobê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích, và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.